Đây là hình ảnh phối cảnh cặp voi đá phong thủy cho căn building của khách tại Hà Nội trước khi vào tiến hành chế tác và hoàn thiện. Và đây là hình ảnh cặp voi sau rất nhiều công đoạn điêu khắc và hoàn thiện tại công ty điêu khắc đá mỹ nghệ Song Toàn. Và bây giờ thì Song quay cận cảnh chi tiết cặp voi này để cả nhà ngắm nhìn trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định đặt tượng voi đá phong thủy tại công ty chúng tôi. Đây là một cặp voi đá theo mẫu bên Song tư vấn cho anh khách và được anh rất là thích và quyết định đặt tại Song Toàn, với kích thước là cao 1m, dài 1,1m và rộng 50cm. Được tạo tác đây này chất liệu đá cẩm thạch trắng xanh tự nhiên nguyên khối 100% và chế tác cực kỳ tinh xảo và tỉ mỉ bởi những người thợ nhiều năm kinh nghiệm của đội ngũ người thợ chúng tôi. Và cam kết nguyên liệu chế tác tượng voi đá là đá 100% tự nhiên nguyên khối, bởi vì cái dòng tự nhiên nguyên khối này nó được kết tinh từ hàng ngàn năm nên nó mang một cái năng lượng phong thủy rất tốt cho gia chủ. Chính vì vậy thì các khách hàng khi có nhu cầu đặt tượng voi thì chúng tôi luôn khuyên các khách hàng nên chọn các dòng đá tự nhiên nguyên khối để mang một năng lượng tốt nhất cho mình. Và ngoài ra thì là một trong những cái đơn vị chuyên điêu khắc tượng voi đá tại Đà Nẵng. Các khách hàng nào có nhu cầu thêm về các mẫu voi đá thì cứ liên hệ trực tiếp qua hotline trên màn hình để được Song tư vấn và báo giá cụ thể nhất. Xin chân thành cảm ơn các quý khách hàng đã dành chút thời gian xem hết video này. Xin chân thành cảm ơn.